Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốt Mỡ. Hội của Tử Long vẫn đang bị cầm chân bởi những nhân vật mới xuất hiện ở chương trước của series huyền thoại Lục Địa Bình Minh. Cụ thể ở đây đó là người đàn ông Viking và một thanh niên mặc vô cùng quái dị. Sau đây sẽ là diễn biến tiếp theo sẽ có ở chương 53 của series này, Thiên Tinh Ấn. Sau khi tránh khỏi đòn tấn công, cả nhóm ngước nhìn lên thì nhận ra trước mặt họ là một người thanh niên. Nhưng nói đúng hơn, nếu không nhờ giọng nói thì không ai có thể nhận ra hắn là nam hay nữ. Người thanh niên đó đeo một cái mặt nạ phòng độc bằng kim loại tỏa ra lam sắc lạnh người. Bên dưới lớp áo choàng dài bằng da nâu đất là một lớp áo giáp cùng chất liệu với cái mặt nạ mà anh ta đang đeo. Không những áo giáp và mặt nạ phòng độc, cùng với đó cả cây cung trên tay của anh ta cũng dường như làm cùng một chất liệu. Tử Long chĩa ngân thương về phía người thanh niên bí ẩn và nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công bọn ta?" Người thanh niên nói bằng một giọng ngạo nghễ: "Ta là xạ thủ của quý tộc và ta tới đây để đón lấy ông bạn bột lãng của ta." Khi nghe đến đó thì Ruby hừ lạnh một tiếng và nói: "Thì ra ngươi là tên trộm chó Hàn Xiển Lý Thuấn Thần. Dù ngươi có hóa ra cho, ta cũng nhận ra giọng nói của ngươi." Lý Thuấn Thần lúc này mới đáp lại: "À, con nhà đầu quái dị cũng ở đây hả? Như hôm nay, bổn đại gia không có tâm trí đùa giỡn với ngươi đâu. Hãy ra tay đi, hỡi chú hê tinh nghịch." Lý Thuấn Thần vừa nói xong thì từ trong không gian xuất hiện một cái nón chóp cao màu xanh biển với phần vành mũ màu vàng và đỏ. Điểm trên cái mũ đó là những ngôi sao bằng vàng và ở góc phải của cái nón là một cái vương miện bằng vàng được điểm xuyết bằng hồng bảo thạch. Từ trong cái mũ đó thò ra một bàn tay tóm lấy chân của Franco đang trôi lơ lửng giữa mặt đất và chiếc thuyền của Lý Thuấn Thần rồi lôi tuột hắn vào trong cái nón. Kagura thấy vậy thì tính cầm dù Shimei lao lên, nhưng ngay chính lúc đó, một viên đạn xé gió bắn sượt qua mặt của Kagura. Kagura thấy vậy thì quay lại nhìn Leslie vì người bắn ra viên đạn đó chính là cô. Hayabusa thấy vậy thì tính lao lên tấn công Leslie, nhưng một mũi kéo từ đâu phóng tới chặn đứng đường tấn công của Hayabusa. Cùng lúc đó, một bóng người thanh niên mặc áo Gothic màu xanh đáp từ trên không xuống đứng che chắn cho Leslie và một giọng nam trầm ấm vang lên: "Ngươi không được động tới Leslie." Hayabusa thấy vậy thì đưa tay cầm lấy con cá kiếm trên lưng, nhưng Kagura đã kịp ngăn lại. Kagura nói: "Dừng lại nào, Leslie làm vậy hẳn là có lý do ạ. Và hơn nữa chúng ta tránh nên gây thù hằn với dòng họ Paxley thì hơn." Khi Kagura vừa nói xong thì giọng Roger vang lên: "Khai hỏa." Từ khẩu súng bằng vàng hình rắn hổ mang của Roger bắn ra viên đạn to về phía nhóm của Lý Thuấn Thần. Tuy nhiên, viên đạn vừa sắp bắn trúng Lý Thuấn Thần thì một cột năng lượng xanh xuất hiện bao trùm lấy Lý Thuấn Thần, Franco và cái nón. Và khi cột năng lượng biến mất thì cả nhóm của Lý Thuấn Thần cũng biến mất. Và thứ còn lại duy nhất là một lá bài ách cơ đang bay từ từ xuống đất. Leslie thấy vậy thì lao lên đón lấy, nhìn lấy lá bài và cô bật khóc. Savannah thấy vậy thì nói: "Ngự lâm hoàng gia Leslie, đó chính là..." Leslie gắn nước mắt gật đầu và nói trong nghẹn ngào: "Vâng, đây là lá bài ma thuật của em thần, pháp sư hoàng gia Hurley." Hayabusa giờ đã hiểu lý do tại sao Leslie lại tấn công Kagura, nên anh bỏ tay khỏi con cá kiếm vì nếu Leslie thực sự muốn tấn công Kagura thì với khả năng của cô, viên đạn đó chắc chắn không thể bắn trượt. Lúc này Tử Long mới lên tiếng: "Mọi việc là sao, tôi thực sự không hiểu." Anh ẩn dị xoa đầu rồi nói: "Xem ra mạn đà la bị quỷ tộc tấn công và chúng đã bắt thần đồng Harley đi rồi. Bên cạnh đó, bọn chúng cũng đã ma hóa Lý Thuấn Thần, người mà được Harriet mang tới thế giới này. Giờ bọn chúng lại cướp đi thánh thể của thần Odin, thì xem ra bọn chúng đang có một âm mưu nào đấy. Tuy nhiên, việc gì đã xảy ra tại mạn đà la thì chỉ có truyền nhân Thanh Long và truyền nhân Chu Tức biết mà thôi." Cả đám nghe vậy thì chỉ biết im lặng được một lúc thì Ruby bắt đầu nói: "Nếu vậy thì chúng ta cần tìm lại ký ức của truyền nhân Thanh Long là xong đúng không?" Kagura nói: "Đúng, nhưng không dễ đâu, vì muốn cậu ta tìm lại ký ức thì chúng ta sẽ phải tụ lại đủ tam hồn thất phách cho cậu ta." Ruby nghe vậy thì nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Kagura thấy vậy thì nói tiếp: "Tử Long đang đứng trước mặt chúng ta chỉ có một hồn là nhân hồn mà thôi. Dù Đại Thánh đã dùng thuật tụ hồn để giúp cho cậu ta hồi sinh di chuyển được, nhưng vẫn phải tìm lại đủ hai hồn và bảy phách còn lại, thì lúc đó cậu ta mới hoàn toàn lấy lại được sức mạnh cũng như là ký ức của mình." Ruby gật gù và nói: "Vậy làm sao để chúng ta tìm được chúng?" Kagura trầm ngâm một lúc thì đáp lại: "Nếu chỉ là hồn phách của người thường thì tôi có thể dùng dù Shimei thu lấy, nhưng là do hồn phách này là của thánh thú thì khá khó, vì hồn phách của thánh thú có khả năng hoạt động độc lập sau khi rời thể xác và tùy theo tính cách mà bọn chúng chạy đi đến nơi phù hợp với chúng." Ruby nghe vậy thì nói: "Vậy chẳng nhẽ chúng ta hết cách sao?" Kagura nói: "Dĩ nhiên là vẫn có cách. Thật ra nếu tôi có được Thiên Tinh Ấn thì tôi có thể dựa vào nó xác định được hồn phách của cậu ta." Ruby nghe nói mà trầm ngâm rồi bắt đầu tự làm nhảm nhỏ một mình: "Thiên Tinh Ấn à, tên này quen quen lắm, dường như là mình nghe thấy ở đâu rồi." Ngay chính lúc đó, Roger đứng cạnh và đáp lại ngay:
Đó chính là vật mà cô đang bỏ trong cái túi đeo bên trái của cô đó, Ruby. Ruby nghe theo Roger nói vậy thì sáng mắt vỗ tay cái đét, rồi lục bên túi lấy ra một khối Rubik màu tím ánh lam. Kagura thấy vậy thì tỏ ra ngạc nhiên vội hỏi, ở đâu? Cô có được vật này thế Ruby? Ruby nói, khi tôi và Roger tỉnh lại ở nơi của vương tử Khelit thì được dẫn đến gặp ngày ấy. Ngày Khelit đã hỏi xem chúng tôi từ đâu đến, nhưng lúc đó chúng tôi hoàn toàn không hề có một chút ký ức nào cả. Ngay chính lúc đó, chúng tôi đang bối rối, thì từ giữa không trung xuất hiện một lối thông được tạo ra bằng nguồn năng lượng bằng tử quang. Rồi từ trong nguồn năng lượng đó, một vật thể, hay nói chính xác hơn ý, là một người phụ nữ đã xuất hiện. Kagura nghe vậy thì hỏi tiếp, người phụ nữ đó có phải đội trên đầu một cái khăn trùm đầu kiểu các chiêm tinh gia Trung Đông với một cái vương miện bằng vàng có một viên tử ngọc ở giữa này, rồi người phụ nữ này mặc trên người một bộ đồ tím bó sát khá là gợi cảm và những phần hở trên bộ đồ có thể giúp chúng ta nhận ra cô ta có một làn da trắng tím. Tuy nhiên không thể thấy được mặt của cô ta vì cô ta đeo một cái mặt nạ màu tím viên vàng, đúng không? Ruby và Roger tròn xoe mắt và đáp lại, sao cô biết hay thế? Kagura nói trong vô thức, vậy tin đồn quản ngục không gian là có thật ư? Và cô ta là người đã lấy đi thiên tinh ấn của Long Thần cũng là có thật. Từ Long nghe vậy thì nói, quản không gian à, cái tên này nghe có vẻ quen nhỉ. Và cả thiên tinh ấn nữa. Kagura nghe thế thì nói, chúng tôi thì không quen nhưng cậu chắc chắn quen. Saivana thấy vậy thì cau mày và hỏi lại Kagura, cô nói vậy là sao, âm dương sư Kagura? Kagura nghe vậy thì xoay sang Saivana và nói, thật ra trận chiến ở Bắc Hải năm đó ngoài nữ vương Aurora, dị nhân từ Thiên Chi Ngân, Tử Long, chiến thần Freya, sinh vật cổ đại Atlas và Tobias thì theo tin đồn là còn có một người nữa cũng có mặt nơi đó. Người đó chính là người đã đóng lại Thiên Chi Ngân bằng cách dùng thiên tinh ấn của Long Thần. Savannah và tất cả nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Kagura mới nói tiếp. Thiên Chi Ấn vốn là pháp khí của Long Thần dùng để đóng Thiên Chi Ngân. Và năm đó Long Thần đã giao cho đệ tử cũng như là nghĩa tử của mình, đó là Tử Long, để đến biển Bắc nhằm đóng lại Thiên Chi Ngân. Tuy nhiên cuộc chiến đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Long Thần. Sau khi đánh bại được các Atlas cũng như là dị nhân và bầy tôi của hắn thì hầu như tất cả đều kiệt sức nên không một ai có thể khởi động được thiên tinh ấn mà đóng lại thiên chi ngân. Ngay chính lúc đó, một người phụ nữ với cách ăn mặc kỳ dị đã xuất hiện. Cô ta tự nhận mình là quản ngục thời gian và cô ta là một trong các Midlora. Cô ta đến để thu thập tội phạm nguy hiểm nhất của các thiên hà với bí danh là kẻ thống lĩnh các tinh tú. Khi cô ta đến nơi thì tên tội phạm này đã kịp trốn sang nơi khác bằng lỗ hổng không gian mà người địa cầu hay gọi là Thiên Chi Ngân. Cô ta không muốn tên tội phạm có thể gây hại cho địa cầu như hắn đã từng làm với các tinh cầu khác, nên cô ta đã dùng thiên tinh ấn phong ấn lại Thiên Chi Ngân. Tuy nhiên, người phụ nữ đó không muốn ai biết đến sự có mặt của mình, nên trước khi đi khỏi, cô ta đã dùng khả năng của mình xóa sạch ký ức của những người còn sống trong trận chiến năm đó. Khi Kagura nói đến đó thì Leslie nói, nếu theo như cô nói về việc xóa ký ức thì tại sao việc quản ngục thời gian từng đến đó lại được đồn ra cơ chứ? Gilson lúc này mới lên tiếng, đơn giản thôi, vì năng lực của ác Midlora chỉ có áp dụng lên người sống, còn linh hồn thì không. Và xem ra một trong những linh hồn tham gia trận chiến năm đó giờ là thức thần của âm dương sư Kagura, đúng chứ? Kagura gật đầu và nói, đúng vậy, và thức thần đó không phải ai xa lạ, chính là người yêu của Aurora, cũng như là sư phụ của nữ vương Saivana, thánh kỵ binh Tobias. Savannah nghe đến đó thì vô cùng xúc động, đưa hai tay lên che lấy miệng và nói trong nghẹn ngào, cô nói thật chứ, âm dương sư Kagura? Kagura gật đầu rồi mở dù Simei ra, niệm khẩu quyết rồi tung dù lên không và hô to, hỡi dù âm dương, hãy nối liên xích âm dương giao thoa giữa hai thế giới, đưa linh hồn của người đã khuất quay về thế gian. Hỡi thức thần của thánh kỵ sĩ Tobias, hãy theo ánh sáng âm dương hỗn nguyên mà quay lại. Kagura vừa nói xong thì dù Simei xoay tít rồi bắn ra hai luồng hắc quang lẫn bạch quang. Hai luồng ánh sáng đó bay vào xoay tròn rồi hòa quyện với nhau, tạo ra một vùng không gian vô cùng kỳ ảo. Vùng không gian đó xoay tròn một lúc thì tạo ra những bậc thang bằng ánh sáng bắt thẳng từ trên không trung xuống đến mặt đất. Và từ bậc thang đó, một người đàn ông mặc trên mình phi ưng ngân giáp của thánh kỵ sĩ với tấm áo choàng đỏ khắc hình một con chim đại bàng đang từ từ bước trên các bậc thang đó mà đi xuống. Tất cả vô cùng ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra. Khi người kỵ sĩ vừa đặt bước chân của mình xuống đất thì cầu thang ánh sáng biến mất. Savannah nhìn thấy người kỵ sĩ thì lao đến bên ông ta và ôm lấy khóc nức nở. Người kỵ sĩ xoa đầu Savannah và nói, nữ vương, cuối cùng ngài cũng đã trưởng thành, vậy tôi cũng đã phần nào yên tâm. Savannah thì nói trong nước nghẹn, sư phụ, cuối cùng thì đồ nhi cũng đã kịp gặp lại được người. Tuy nhiên, khi Savannah vừa nói xong tính ngước lên nhìn sư phụ Tobias của mình thì ông bỗng nhiên biến mất. Và từ đâu, hai viên đạn tên lửa bắn đến hút lấy dù si mây của Kagura kéo đi về phía xa và kèm theo đó là một giọng nói, cây dù này xem ra hay đấy,
Ta nghĩ chắc nó sẽ là có giá. Vậy ta xin phép mượn lại nó nha. Tất cả quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói đó thì nhận ra trước mắt họ là một cái bóng người nhỏ thó, có mái tóc dựng đứng, đang ngồi trên một con vật gì đó siêu khổng lồ, nhìn cứ như là loài khủng long cổ đại vậy. Và đó là toàn bộ diễn biến có trong chương thứ 53 có tên gọi là Thiên Tinh Ấn. Câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đến chương thứ 54 sẽ có trên kênh của Tô Mỡ.